Trường học được cho là một nơi khá an toàn đối với trẻ, thế nhưng chỉ cần người lớn có một dây lơ là thì vẫn có thể xảy ra những sự cố khó lường khiến cho trẻ gặp nguy hiểm. Ngày hôm nay 29 tháng 1, Công an xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết vụ việc một cháu bé 3 tuổi tử vong trong sân trường mầm non là vì bị xiết cổ do vướng sợi dây rút ở áo trong lúc chơi cầu trượt. Theo đó, công an đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến cho bé Đoàn Văn Tân, 3 tuổi tử vong ở trường mầm non xã Tân Sơn là do tai nạn. Theo đó, vào đầu giờ chiều 28 tháng 1, sau giờ ngủ trưa và ăn buổi xế chiều, bé Tân ra sân chơi và tới cầu trượt để chơi. Khi trượt xuống thì dây ở cổ áo của bé kẹt vào cầu trượt thắt ngang cổ. Ít phút sau, các cô giáo phát hiện chạy đến cứu bé, đưa đi trạm y tế xã để cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc là do tai nạn, dây áo thắt ngang cổ khiến cháu bé bị nghẹt thở dẫn tới tử vong. Thưa quý vị, được biết là trường mầm non Tân Sơn có khoảng 300 học sinh, bé Tân là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh chị em. Theo báo cáo của Phòng giáo dục và Đào tạo của huyện Đô Lương, thì tại cuộc làm việc với cơ quan công an, nhà trường đã nhận rõ trách nhiệm trong việc quản lý trẻ tại trường. Gia đình bé Tân cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của cháu bé để tổ chức mai táng. Trường mầm non nơi mà xảy ra vụ việc đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân là 120 triệu đồng.